Sư đoạn sau đây được trích từ kinh Phật thuyết tiểu bộ kinh bản dịch ngài Thích Minh Châu. Này các tỳ kheo, có xứ này tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không. Vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng, phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau. Không có cả hai mặt trăng, mặt trời, do vậy này các tỳ kheo ta tuyên bố không có đến không có đi không có trú không có diệt không có sinh không có an trú không có chuyển vận không có sợ duyên đây là sự đoàn diệt khổ đau đây là đoàn thế tôn được cho là nói về niết bàn cho các tỳ kheo so với bát nhã tâm kinh của phật giáo phát triển có nói ngũ uẩn dây không ngũ uẩn đều là không sắc thọ tưởng hành thức đều là không điều này phù hợp với việc thế tôn nói không có tứ đại nếu không có tứ đại đương nhiên không có ngũ uẩn không có già chết không có già chết thế tôn nói trong bài kinh trên không có diệt không có sinh nếu không có diệt không có sinh đương nhiên cũng không có già chết và hết già chết ngoài ra còn có một số điểm tương đồng khác còn xin hỏi như sau điều thế tôn nói trong đoạn kinh bali trên nên được hiểu như thế nào cho đúng đây có phải cái người ta hay gọi là tính không hay không liệu có phải đoạn bát nhã tâm kinh được phát triển ra từ đoạn thuyết trên của đức thế tôn không như vậy là từ nguyên gốc Bali đã có tính không hay chỉ khi Phật giáo phát triển thì mới phát minh ra cái gọi là tính không? Có sự giống và khác nhau quan trọng nào về giáo lý giữa đoạn kinh nguyên thủy Bali ở trên và đoạn bát nhã tâm kinh của Phật giáo phát triển không nếu có sự khác nhau? dẫn đến hiểu sai về giáo pháp mong sư chỉ rõ để những người đang tu tập theo bác nhã tâm kinh được hiểu rõ để tránh đi sai đường à, trước khi mà nói thì sư mở cái bản dịch của ngài chánh thân và nói là sư rất là biết ơn ngài minh châu à, nhưng mà nó có một số bài kinh đấy ngày Minh Châu ngày uh, dịch nó nó chưa có bám sát bà ly chưa có bám sát bà ly đây cái bảng mà thi màu đen á là bảng Ngài Minh Châu ha. còn cái bảng bôi màu á, là bảng Ngài chính thân cái đoạn đầu tiên thì uh, nó không có khác nhau quá nhiều uh, cho nên là sư uh, không có cái gì đặc biệt ha Đây. Nhưng mà ở cái đoạn sau này nè. Thì nó có một vài điểm. Ở đây ta tuyên bố. Ta tuyên bố không có đến. Nè. Do vậy này các tỳ kheo ha. Cái đoạn này thì không có gì hết. Nè. Nhưng mà cái này nè. Ta tuyên bố không có đến. Cái này nếu mà dịch sát nghĩa là thậm chí ở đây. Thậm chí ở nơi ấy ta nói rằng không có đi đến. Quý vị có thấy nó khác nhau ở chỗ nào không? Nó khác ở chỗ là ở đây nó có cái vị trí, nó có có cái, cái 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 vị trí ở nơi ở chỗ này, nó có vị trí. Tức là Đức Thế Tôn nói ở cái chỗ đó nha, ở chỗ đó thì mới không có cái việc là không có đi đến, mới có việc là không có đi đến, không có đi. Đấy, đây không có ra đi, không có trụ lại, không có tử không có sanh. Nơi này, ở nơi này không có thành lập ha. Không có vận hành. Không có đối tượng của sáu căn. Đây nè. À, cái cái hai cái này nó ai mà không có hiểu rõ giáo lý đó thì sẽ thấy hai cái này nó giống nhau nhưng thực tế nó khác nhau ạ. À. Đây là sự đoạn diệt của khổ đau. Ha. Dịch nó nó bám sát là này chính nơi này là sự chấm dứt của khổ nó có cái vị trí nó có cái vị trí mà cái bài kinh này đó bài kinh này ấy, tên của nó tên của nó uh, tên của nó cái số 8 tên của bài kinh này đó là kinh niết bàn nha đây là phẩm phẩm thứ 8 nè kinh 8.1 là kinh niết bàn nghĩa là sao ngay từ cái tên bài kinh là nó đã nói lên rất rõ vấn đề rồi à, đây là bài kinh đức phật mô tả về niết bàn chứ không cần phải nghe ai nói nghe vị này nói nghe vị kia nói là đây có thể là bài kinh nói về niết bàn. Đây không phải là có thể, không cần quý vị phải suy đoán mà rõ ràng tên bài kinh là bài kinh niết bàn. Nha. Đây là bài kinh Đức Phật mô tả về niết bàn. Ở niết bàn á tức là quý vị thấy cái ở nơi ấy đó, ở nơi ấy khi mà dịch á quý vị có thể thay bằng ở niết bàn thì không có đi không có đến. Đấy rất là rõ ràng còn cái lý do tại sao mà ngài minh châu ngày không ngày không để cái tiêu đề bài kinh đó, thì mình không biết được ngày không còn nữa cho nên mình không biết được nhưng mà nếu như mà để cái tiêu đề bài kinh lại đó thì chúng ta không có cần cái bàn cãi nhiều đến như vậy. Ừ. thành ra quý vị thấy đó một cái sự cần thiết, một cái sự rất là cần thiết phải dịch lại kinh tạng trường bộ trung bộ tăng chi tương ưng tiểu bộ không phải là mình phủ nhận cái công sức của các bậc tiền nhân, ngài chánh thân ngài cũng lớn lên từ những cái bản dịch của ngài Minh Châu rồi các cái vị sư những vị sư nam truyền và bắc phái cũng lớn lên bởi những bản dịch của ngài minh châu công sức của ngài rất là lớn không ai có thể phủ nhận nhưng mà đó xét về cái mặt, mặt học thuật ấy, thì chúng ta vẫn những người học thuật thì vẫn biết và thừa nhận một chuyện là các bản dịch của ngài minh châu vẫn chưa có bám sát vali và có nhiều chỗ có nhiều chỗ nếu như không dịch lại, không dịch sát bali thì người ta sẽ hiểu lầm đấy vậy đó mà cái công trình mà dịch thuật lại bali đó không có nhiều những vị sư giỏi hưởng ứng và những vị mà không hiểu chuyện, những vị mà không có không có cái năng lực về bali mà lại có năng lực về hành chánh, năng lực về tiếng nói thì lại không ủng hộ Thậm chí là ngăn cản Thì phải nói đây là một cái điều uh, tổn hại Đây là một cái điều thiếu phước Của Phật giáo Nam trong Việt Nam Do mình không có cơ hội Tiếp xúc được một cái bản dịch Sát với cái văn bản, bản gốc Mà những người khởi xướng Việc dịch sát với văn bản, bản, bản gốc á thì lại gặp rất nhiều những cái chỉ trích rất nhiều những cái cản trở và không nhận được cái sự ủng hộ đồng thuận một cách đúng mức thì phải nói đây là một cái nạn đây là một cái nạn rất là đáng tiếc rất là đáng tiếc cho Phật giáo của mình quay trở lại vấn đề thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật mô tả về Niết Bàn không cần quý vị phải đoán không cần phải đoán, không cần phải đoán, không cần phải cho là đây là chắc chắn, đây là bài kinh Đức Phật nói về niết bàn. Còn cái niết bàn và cái tánh không của Phật giáo phát triển nó có cái sự khác biệt đối với Phật giáo nguyên thủy, niết bàn là cái đích đến tức là đây là cái quả chúng ta phải tu tập bát chánh đạo, phải tu tập bát chánh đạo để đi đến được niết bàn ha. Để có thể đi đến được niết bàn. Chứ không phải chúng ta ảo tưởng, ảo tưởng cái cảnh giới của niết bàn rồi mình sống trong sự ảo tưởng đó mà mình gọi nó là tu. Rất nhiều những vị nhầm lẫn cái này chúng ta phải thực hành bát chánh đạo thì khi đó chúng ta mới đạt đến niết bàn và chúng ta biết niết bàn là cái gì nhưng mà nhiều vị là ảo tưởng là cái cảnh ảo tưởng về cảnh giới niết bàn từ đó nó đi ra cái tánh không nó à, là mình ảo tưởng cái chuyện là không có sắc thọ tưởng hành thức rồi không có già bệnh chết tức là mình ảo tưởng cái cảnh giới đó nó sẽ trông như thế nào và mình sống trong sự ảo tưởng đó thành ra nhiều vị họ nghĩ là mình có sự chứng ngộ nhưng thực tế nó không phải là phương pháp để tu ừ, do đó nhiều vị rất là bối rối bởi vì có nhiều cái đọc rất là hay đọc rất là hay ví dụ như bác nhã tâm kinh đọc rất là hay nhưng mà mình không thấy phương pháp tu tập ở chỗ nào quý vị muốn thấy được tất cả các pháp là như nguyễn như bọt bóng như mộng huyễn thì quý vị phải thực hành theo bác chánh đạo kết quả chúng ta mới thấy được chuyện đó nha thành ra đó tu tập theo phật giáo nguyên thủy hay là nói nói thẳng ra không phải phật nguyên thủy hay là hay là đại thừa hay là bất kỳ một cái tôn giáo nào mà khi nào chúng ta tu tập theo bác chánh đạo thì chúng ta mới thấy con đường rõ ràng đi đến sự giác ngộ giải thoát còn những phương pháp mà mình phải dùng cái sự ảo tưởng để mình tưởng tượng ra cái cảnh giới đó thì nó không đi được đến nơi bởi vì nó không có phương pháp tu tập quý vị đọc rất nhiều những cái văn bản của phật giáo phát triển quý vị sẽ thấy nó rất nhiều đến cái tánh không nó rất là nhiều nhưng mà nó kẹt một chỗ nó giống như là một lớp xương mù nó rất là mờ mịt mà không có phương pháp cụ thể làm sao để thực hành đi đến đó quý vị đọc nhiều thì quý vị sẽ thấy cái nhận xét của sư đúng hay sai ha? mô tả về cái tánh không á nó rất là nhiều ờ, nhưng mà nó lại không đưa ra một phương pháp cụ thể thực hành để có được cái đó trong khi đó đối với uh, văn bản gốc um, phật giáo nguyên thủy thì um, đối với đặc biệt là nói với cái bài kinh này đó là mô tả về niết bàn nhưng mà trong rất nhiều bài kinh thì không nhiều rất là hiếm rất là hiếm những bài kinh nói về niết bàn mà hầu hết là những bài kinh nói về phương pháp tu tập để đạt đến niết bàn quý vị thấy hai truyền thống khác nhau một truyền thống nó rất nhiều về cái tánh không nhưng mà không có phương pháp cụ thể thực hành để đạt được nó còn một cái truyền thống thì nó rất ít về niết bàn mà chủ yếu là phương pháp thực hành để làm sao đạt đến niết bàn thành ra quý vị thấy hai cái truyền thống này nó sẽ hơi ngược nhau à, hơn nữa một cái điểm khác nữa đó là gì Um, cái cái tánh không á, cái tánh không um, rất là khó, rất là hiếm mà ai chịu nghĩ cái tánh không đó là miết bàn, hiếm lắm. Mà họ nghĩ cái tánh không đó là một cái phật tánh, um, một cái một cái sự hiện hữu, một cái sự hiện hữu uh, ở trong ở trong chính bản thân họ mà khi họ nghĩ rằng đó tính không đó là một cái sự hiện hữu thường hằng bất biến ở trong chính bản thân họ đó thì họ sẽ rơi vào cái thường kiến. Tức là một cái một cái Phật tánh mà nó hằng hữu hằng sáng suốt mà mình lúc nào mình cũng có sẵn. Thì nó lại rơi vào cái thường kiến. À, thành ra nó rất là kẹt, nó rất là kẹt. Giờ chúng ta hiểu sai đó, giờ chúng ta hiểu sai mà cá nhân sư sư đang nói về cá nhân sư sư đoán sư cho rằng uh, ban đầu á ban đầu á những uh, những vị mà um, theo uh, đại chúng bộ thì uh, đặc biệt mô tả nhiều về cảnh giới niết bàn thôi và đặc biệt nói nhiều về cái đặc tính là trống rỗng không có cốt lõi của tất cả các pháp thì khi đó, đó khi mà nhấn mạnh về cái đặc tính là không có cốt lỗi của tất cả các pháp thì nó không có đi lệch nó không đi lệch đối với chánh pháp nhưng mà như sư nói sư rất là ngại khi ai đó đề ra một cái phương pháp tu không phải là do đức phật hướng dẫn bởi vì cho dù anh có tu đúng đi chăng nữa đó, thì cái đệ tử của anh chỉ nắm được chừng 7 80 phần trăm thôi cái vấn đề nằm ở chỗ nào tới hồi đệ tử của đệ tử của đệ tử anh á, năm bảy đời sau 10 đời sau 20 đời sau qua nhiều cái lớp đệ tử thì nó phát triển ra thành một cái thứ gì đó mà nó nó rất là lạ lẫm do càng lúc càng phát triển à, thành ra đó chúng ta sẽ thấy là giữa Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy à, nó có nhiều vấn đề không có tương đồng là cái kiểu bởi vì như vậy ừ. thành ra sư vẫn ủng hộ cái chuyện là mình bám gốc vào cái Phật giáo nguyên thủy nếu như quý vị muốn tu tập đúng theo Chánh pháp thì thay vì quý vị đọc những cái bài kinh thuộc truyền thống phật giáo nguyên thủy mà nói về niết bàn ví dụ như vậy thì quý vị nên đọc nhiều hơn những bài kinh nói về phương pháp tu tập để đi đến niết bàn đó là lời khuyên của sư như vậy đó cái con đường thực hành của quý vị nó không có mù mờ quý vị có đọc một đời ha, đọc một trăm lần một vạn lần bài kinh bát nhã thì cái panh nha cái bắt cái trí bát nhã của quý vị nó vẫn không thể nào nó sáng lên được mà chỉ cần quý vị chịu khó thực hành tứ niệm xứ quý vị sẽ thấy cái trí bát nhã nó là cái gì cái này những ai thực hành tứ niệm xứ thì vì đó sẽ biết biết sẽ biết một đời đọc bài kinh bát nhã vẫn không thấy được cái trí bát nhã nó ra mặt mũi nó ra làm sao nhưng chỉ cần quý vị thực hành tứ niệm xứ quý vị sẽ biết cái trí bát nhã nó như thế nào à, thành ra đó à, quý vị kia sư khuyên sư hiểu như thế nào thì, thì không cần phải phân tích quá nhiều về cái tánh không cũng như về niết bàn không cần tất cả tứ niệm xứ đi rồi quý vị sẽ thấy được cái trí bát nhã nó mặt mũi nó ra làm sao ha đấy